đã quay đầu lại. Có lẽ có fan của em ở đó, cẩn thận bị bọn họ nhận ra. Không biết cuối tuần anh ấy có còn đến nữa không nhỉ? Những lời này cho anh mượn dùng một chút được không? Bây giờ trong mắt anh chỉ có em thôi. Những người khác đều là không khí anh. Phạm Quy gì cơ?